Hello, xin chào các bạn đã quay lại trở lại với kênh Bé Úc Chibi. Hôm nay chúng ta sẽ tiến hành kiểm tra đơn hàng của ngày 18 thay tháng 9 nha các bạn. Và đây là đơn hàng đầu tiên của chúng ta đây. Anh sẽ giới thiệu mà đơn sơ qua về Bé Úc Chibi ha. Các bạn mà muốn đặt hàng nè, những cái món hàng như thế này ha, thì hãy gọi điện là 0937899707 ha. Facebook là Bé Úc Chibi, Zalo cũng số điện thoại này luôn. Và đặc biệt mình muốn đặt hàng á là phải có sự đồng ý của ba mẹ mình ha. Và shop sẽ gọi điện cho gặp ba mẹ mình xác nhận ba mẹ đồng ý mới mua hàng được nha các bạn. Tiếp theo là đơn hàng của mẹ tặng bé Bo dễ thương. Đó, bé Bo dễ thương mới được tặng nha. Bé Bo mà không dễ thương là mẹ không có tặng đâu. Và đầu tiên là mẹ tặng cho bé là một cái hộp bút ha, hộp bút hình Coca-Cola màu đỏ nè. Đây. Đây bỏ bút. Cái này thì mình bỏ bút cũng không được nhiều lắm nha. Đó, nó nhỏ đó, nó gọn. Nó còn dẻo nè, nhỏ dẻo cũng tốt. À, cái này thì không bạn không có tặng đặt nha, cái này là shop tặng nha. Món quà này shop tặng. Thì cái này là đồ chơi quay nè, đó. Ha, đón quay. Nó giống như trong mấy cái game đó bạn. Cái này, đó ha. Chọn. Thì cái này là tặng, hy vọng là bạn sẽ thích ha. Đó, cái này quay, sổ số vậy đó. Bỏ qua một bên. Tiếp theo là có đặt một sổ trình ký nữa nè. Sổ trình ký này thì nó có cái viết ha, có cái này nè, cái này giống như là mình có thể mình tận dụng mình làm thước ha, nó làm thước cũng được. Đấy. À, tiếp theo là đặt hai cái bút nè, bạn đặt bút như bút trà sữa thì phải, trà sữa màu tím, nhưng mà shop không có trà sữa tím rồi, shop hình hộp sữa màu tím ha, có chú bò sữa nè, một cây bút băng keo, băng keo này có đồ cắt luôn, đó, một cây bút này là lò xo ha, hình kỳ nè, có đèn luôn nha, đó có đèn luôn, đó, loại này có đèn, loại này cũng đèn nè, cọc tóc ha, cọc tóc có đèn luôn nè, rồi, đó có đèn nha. Hai cái thì cái này cũng có đèn luôn nè. Đó, có đèn luôn, mình dỏ mạnh nó sẽ ra đèn nha. Đó, chiếu chiếu. Một cái là hoa cúc màu tím, một cái là màu đỏ nè. Màu đỏ ren. À, bạn đặt thêm là một cái combo của cái có tủ nè. Có giỏ sách, có giày, có áo luôn. À, và có kèm thêm bản búp bê mắt đá nữa. Búp bê mắt đá này là có khớp nha, khớp chân luôn, có giày luôn nha các bạn. Một combo này là 75.000, vừa tủ vừa búp bê. Nó có vừa áo luôn, nó tính ra là cũng rẻ ha. Nếu mà con búp bê mắt đá này thì shop bán là 35.000 ha. Một cái phụ kiện đôi giày, hai giày này là 5.000, là 40 với cái này giỏ sách 5.000 nữa là 45 50 ha, 50 với cái áo này nữa, cái áo này cho khoảng 3-4.000 đi. Cho 5.000 đi. Là 50 tính ra cái tủ này cho 25.000 à, cũng rẻ nha các bạn. Đó, tính ra một bộ combo này cho 75.000 thôi. Ha, 75.000. Bỏ qua một bên. Tiếp theo là bạn đặt một cái gì đây? À, dạ quang viên thuốc ha, bạn dạ viên thuốc có 6 viên ha, 30.000, một bộ nó 6 màu khác nhau. À qua. Wow. À cái này quá đẹp. Anime nè. Chú chim, này là chanh thiêu các bạn, chanh thiêu. Chanh thiêu thật 5.000. À, tiếp theo là đây thêm một cái viết nữa, cái viết gì mà lùng tẹt tò tài nhỏ xíu à, có khúc mà. Có hình chú Demon ha, lùng giống chú Demon. À viết là 4 ngòi này nha, 4 ngòi. Một cây là 10.000 nha các bạn. Đó 10.000. Tiếp theo bạn có đặt là đây. Đây là trang trí móng tay, ta gọi là sticker ha, sticker trang trí móng tay. Thì một bịch như vậy này là 20.000 ha. 1 2 3 4 và 5 tấm ha. Đó 5 tấm khác nhau. Mẫu này thì có thể cho người lớn sử dụng vẫn được nha các bạn. Cái này về thì mình cắt móng nhỏ móng lớn vậy mình cắt mình dán lên ha. Đó, mình dán lên. Cho mình cắt tự mình dán. Thì miếng này nó cũng rất là nhiều nè. Đó. 20.000 một cái combo 5 tấm như vậy. Là bạn đặt 50.000 hình dáng, combo hình dáng 50.000 ha. Gồm có sổ hình dáng, thì hình dáng hiện tại giờ shop còn ít lắm. Nên là mình chơi đỡ đi. Chơi đỡ trong mùa dịch này nha, tại vì shop nhập hàng cũng không được. Đó, thì giờ bạn mua cái combo 50.000 shop sẽ lấy như vậy cho mình nè. Đó, cũng rất là đẹp nè. Ha. Công chúa thay đồ váy đồng dạ hội nè, có hoàng tử luôn nè. Đó, cái này loại này 2 tầng ha, mẫu này thì shop hết rồi. À, ngày hôm nay chỉ có một người bạn đặt được một cái mẫu này là cũng hết hàng rồi. Ha. Tiếp theo là đặt là ba bịch băng keo cá nhân nè, đó ba bịch băng keo cá nhân, ba bịch này đều khác nhau hết. Trong một bịch như vậy á thì nó có 5 tờ. Sắp sẽ mở ví dụ một sắp ra cho mình xem ha, trong nha, đó, đó ha. Hình khác nhau nha các bạn, hình đều khác nhau, 5 tờ, năm miếng nha, băng keo cá nhân như vậy. Tính ra về chi ra là miếng này là 1.000 ha, đó vừa trang trí vừa dán băng keo cá nhân luôn. À, tiếp theo là đây combo. Đây cũng là combo thì shop tự chọn nè. Combo này là 87.000, combo phụ kiện cho búp bê. Trong đây thì nó có tủ lạnh, có bàn, có ghế, có tập sách cho búp bê nè, có giá đỡ luôn. Có giỏ sắt, có cái lúp cho búp bê, bàn, ghế, đồ chơi bác sĩ, chén, đũa. Nói chung là nhiều ha, tóc giả cho búp bê nữa nè. Đó, mà 87.000, nếu mà mình mua lẻ cái này á, thì nó tới, tính ra từng món là tới nó khoảng 110.000 hơn. Ít nhất là 110.000 nha các bạn, rồi có thể hơn nữa. Rồi. Vậy là đơn hàng của
của Pep Boy dễ thương đã đủ nè. Rồi, chào Pep Boy nha, mình sẽ tới đơn hàng tiếp theo. Tiếp theo là đơn hàng của Thi Hạ ở thành phố Hồ Chí Minh nè. Và đây, của Thi Hạ nha. Đầu tiên là cái cọc tóc này là shop tặng cho mình nè, cọc tóc nè, nơ thỏ luôn, đó nơ thỏ. Rất là dễ thương nha, xinh xắn màu xanh nè, hy vọng là mình sẽ thích. Đó, cái này là hàng tặng nha, không phải bạn đặt. Tiếp đó là bạn đặt mà cái combo là hình dáng nè, 70.000 đúng không? 70.000. Đây, qua shop xem lại có phải không? Đúng rồi. Đây. Thì mấy mẫu hình dáng này shop cũng đã hết hàng rồi, nó còn ít lắm. Nên là mình lấy mình chơi đỡ mùa dịch này nha. Đây là cái sổ hình dáng ha, sổ hình dáng. Đó, mình chơi đỡ đi, chắc là hết dịch rồi mới hàng mới nhập về mới được. Chứ có hàng hình dáng 2 tầng đâu. Giờ mình chơi đỡ cái này. Hình dáng ha. Thì shop sẽ mở một cuốn sổ hình dáng ra cho các bạn xem ở bên trong. Thì mỗi cái cuốn này nó sẽ khác nhau hết, nó không giống, nhưng mà shop mở đại khái ra cho mình xem thôi. Mẫu bên trong nè ha. Đó. Đó. Nó sẽ có nhiều cái shop hình nhỏ như vậy. Tùy mình sáng tạo ra mình làm những câu chuyện ha. Sáng tạo những câu chuyện thì cái này đó, mình thích làm hay là mình muốn dán. Mình muốn dán lên những cuốn tập của mình để mình lưu lại mình chơi. Đây, cái hình dáng này những con thú nè, mèo hello, kitty nè, cái chữ hello nữa nè. Đây hình dáng 2D ha, hình dáng chìm đó. Đây mẫu này chùm, lấy lại ha, chùm đó. Đây nữa ha. Đây đó, có dạ hội, có này là giống như cổ trang của Trung Quốc luôn á ha. Này là giống như của Nhật nè. Hình này thì có hoàng tử nè đó. Thư có nón, có thay tóc luôn. Mẫu này nữa ha. Đó, mẫu này có hoàng tử là hình dáng nổi. Thì những cái mẫu như vậy thì cũng đã hết hàng rồi. Tiếp theo là bạn đặt 4 cái cuốn sổ thời trang. Những 4 cuốn còn bao nhiêu là bạn đặt hết luôn rồi. Này giờ qua dịch mới có lại được. Đó, những cuốn này ha, này nó có ngắn ngắn này, giờ mình xé ra là mình sẽ dán được ha. Nó có cắt lớp của mình hết rồi. Đấy, mẫu cuốn này thì nó có bao nhiêu mấy ngàn thôi nè, cắt lớp hết rồi ha. Giờ mình chơi. Cái này lớn ha, cái thời trang rất là đẹp luôn nè. Wow. Đó. Đó ha. Đây, đây là cuốn này là nó 38.000 nè. Còn bạn đặt 3 cuốn này nè, 3 cuốn này dày hơn, cuốn 67.000, 69.000. Ha, những cái cuốn này thì nó có câu chuyện hết. Có câu chuyện, mình sẽ làm theo những câu chuyện này hoặc là tùy mình, tùy sở thích của mình ha. Đó, mùa hè cắm trại, trang phục buổi tối rồi phong cách hải quân đồ. Đó, rất là nhiều luôn. Ở như đây, ở giữa này thì nó ở giữa này nó có nhiều cái hình dáng ha. Đó, nó đã dán lại rồi, shop không có tháo ra ha. Đó, ở đây nó có những câu chuyện trên đằng sau với đằng trước, đây là có những câu chuyện hết. Này là sổ tay thiết kế nè, hãy tự tạo cho mình một cuốn sổ để lưu giữ không ý tưởng thiết kế rồi đó, ý tưởng thiết kế của mình. Đây cũng vậy nè ha. Đó, 3 cuốn này là khác nhau hết ha, khác nhau hết, không có giống nhau nè. Dọn dẹp chuồng ngựa rồi nè, cách chơi rồi ha, nó có bố trí cho mình hết ha. Đi băng dành cho người chiến thắng rồi. Đây nữa nè. Nói chung là giờ là cũng hết hàng hết rồi. Đó. Ở giữa này là rất là dày luôn nè, hình dáng không á nha các bạn, nhiều lắm. Chơi cũng say mê luôn, 3 cuốn này các bạn chơi mấy tháng trời cũng hết đó. Đó, rồi, cảm ơn bạn ha. Rồi mình sẽ tới đơn hàng tiếp theo nè. Rồi, đơn hàng của chị Nguyễn Thị Lan nè. Đơn bữa nay sao ngày này ngày gì toàn là các bạn đặt sticker hình dáng không nha các bạn ơi. Ngày này toàn đặt sticker hình dáng không nè. Một. Này là bạn đặt một combo 100.000 nè ha. 2, 3, 4 nè, rất là nhiều luôn, 5 nè, 6 nè, 7 nè. Shop không có mở hình dáng ra ở trong nữa nha, tại vì trên đầu video là cũng đã mở một shop cho các bạn xem rồi, nên là không mở nó để mất công tốn thời gian của các bạn ha. Rồi, đây nữa nè, rất là nhiều luôn ha. Đây là thì hình dáng nổi nè, có hoàng tử nha. Đây hình dáng nhỏ xinh xinh nữa nè. Cái tim chúa nè, dạ hội Elsa ha. Cái này nữa. Rồi, tặng cho bạn thêm một cái cọc tóc nữa nè. Đó, cọc tóc nơ nha. Rất là xinh luôn. Nè các bạn ơi, đây thêm đơn hàng sticker nữa nè, hình dáng nữa. Đó, toàn là đơn hàng sticker ngày hôm nay nha. Lê Huyền Trang Đài ở Đồng Tháp nè. Sa Đéc Đồng Tháp. Đầu tiên là tặng bạn một cái cọc tóc nơ ha, rất là dễ thương luôn. Đó là hàng tặng nè. Đây. Hai hình dáng con trai nè, khác nhau nha. Đó. Cũng muốn hết luôn rồi. Thật sự. Đây nữa, hai lớp. Đây nè, 16.000. Mẫu này 2 3D nữa nè.
đều khác nhau nha, dễ thương nữa, đầm dạ hội, đầm cổ trang. Đó, cái này thì Elsa ha. Cái này thì mini ha. Đó. Rồi đơn hàng của bạn cũng trang đã kết thúc video ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video nhé. Hãy đăng ký kênh. Bạn nào mà chưa đăng ký thì hãy bấm vào cái nút đăng ký để theo dõi kênh Rock Chibi, theo dõi khi nào có những món hàng mới mình yêu thích thì mình đặt, mình xin phép ba mẹ mình ha để mình mua. Còn không thì mình xem, mình tham khảo giá cả, mà không mua của mình thì không mua ở shop thì mua ở chỗ khác cũng được. Mình tham khảo giá cả, chỗ nào rẻ hơn, chỗ nào mắc hơn thì mình mua, chỗ nào hợp lý hơn thì mình mua ha, đẹp hơn thì mình mua. Đó, chủ yếu là mình cũng tham khảo, còn nếu mình thấy mà hợp lý mình ủng hộ shop mình sẽ xin phép ba mẹ mình mua, còn không thì mình tham khảo giá ha. Đó, để mình biết được giá cả thị trường nó bán như thế nào. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn lại video ngày mai. Các bạn mà nào mà thích về cái kênh này đó thì vào kênh 1001 câu chuyện của chị Bé Ốc Chibi ha. Chị là có hai kênh, 1001 câu chuyện và kênh Bé Ốc Chibi Vlog nữa. Các bạn hãy vào và đăng ký kênh ha, theo dõi kênh để ủng hộ. Bye bye các bạn. Hẹn video sau.